Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Thanh Nghe Gì đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục cái series là Angry Birds Epic nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ có một cái event quest mới ở đây. Chúng ta sẽ làm thử thôi. Thì anh em thấy nếu thấy thích cái video này thì đừng quên bỏ lại một like cũng như là chia sẻ cho giúp mình. Comment những ý kiến anh em về video này và nếu có thể thì hãy nhấn vào quảng cáo để ủng hộ mình nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Thì ở đây nó sẽ có một cái raiding party. Hôm nay nó sẽ mở đây. Anh em nào vào chơi luôn nhá. Nó chỉ có mở giới hạn thời gian thôi. Thì cái phần thưởng chúng ta có thể được là những cái đồng tiền à. Đây là những cái đồng coin của những cái con này hay sao ấy. Với hai cái lọ nước nước ngọt này. 6 chứ, 6 lọ nước ngọt. Và chúng ta đây là con Easy này, fighting nó đánh nhau con Easy này. Con trong trên máy bay lên thẳng. Wow, con này có hai khẩu đại bác hai bên này. Hay là hai khẩu súng sơn vậy. Chúng ta hãy chiến đấu cái trạng thái easy trước này. Đấy, nó cấm mình. Nó cấm con red anh em ạ. Ok. Nó sẽ cấm con red của mình. Ok, thì mình sẽ cho con khác đi. Là sao ta? Đấy, bạn không thể sử dụng red trong cái trận chiến này rồi. Hai ta. Thì mình không biết tác dụng con này là cái gì. Hai lượt gây ra 128 dam, tạo ra một cái clone random pick một con lợn, cái con lợn ấy có 10% cái gì đây, lượng máu à? À, đội hình này thì mình nên dùng đội hình này thôi, không có gì cả. Chúng ta hãy chiến nó luôn. Ok, con này con easy mà, con này dễ mà. Đấy, máy bay lên thẳng anh em ạ. Nghe tiếng trong chóng trực thăng lên thẳng đây. Ghê ta. Oh, Chipper Radio này. Con này sao ta? Gây 3x35 này. Chuck sẽ nhận 150% đam từ tấn công. Wow. Ok. Chúng ta sẽ xem làm nào đây. Chúng ta sẽ đầu tiên là sẽ như thế này này. Mưa này. Chết đi. Chúng ta tập trung đầu con này trước nhá. Con bé này. Con bé này. Mày nhờn. Chết. Nó tạo khiêng anh em ạ. Từ từ mình sẽ cho chỉnh nhỏ một tí đã. Hơi to. Rồi đấy. Ok, nó tạo ra clone. Cái bản sao của nó rồi. Mình sẽ đánh con này trước đi. À, mưa acid này. Mày nhờn. Ok, đập nó. Trừ 208 máu, yếu mà, con này yếu mà. Tập trung đánh con Chuck rồi anh em. Đấy, bình tĩnh nào. Con Chuck con này đúng không? Chúng ta sẽ có thể healing drain. Xem nào. Chúng ta sẽ búp giáp cho con này nhá. Chúng ta không có búp giáp rồi anh em. Đập con này thôi, đập con này chết trước khi là nó gây ra đam thôi. Không có gì cả. Đập nó. Đập mày này chết. Chết đi cô, con này sắp chết rồi. Không cần đánh nữa. Chết, đấy, đơn giản thôi mà. Trận này khá đơn giản. Không có gì cả. Nhơn, xong phim. Yeah. Máy bay à? Máy bay con vịt chứ. Nhìn đây không thể đỡ được ta. Ok, được cái huân chương gì đây ta? Huân chương để làm gì đây? Mình không biết cái huân chương để làm gì ta. Chúng ta sẽ đợi xem nhá. Ở trong này vậy chúng ta có thể là chơi thêm được không ta? Start tiếp này. Easy mình chơi rồi. Wow. Cái huân chương chúng ta đây. Bảng xếp hạng à? Ok, bảng xếp hạng làm gì đây? Medium này, chúng ta có thể đánh được con này. Wow, trừ 5 cái này mà mình có. Không biết mình có bao nhiêu cái đây. À, rồi, pick power 127 và không được dùng con này. Ok, không dùng thì thôi, mình dùng con này luôn. Blue enter. Nó không cho con gì ta? Special ruler. Mình phải lựa chọn con này, bắt buộc phải lựa chọn con này luôn. Hồi máu này, đúng rồi, đội hình này đẹp. Chiến thôi. Đây là normal thôi, mình sẽ thử sức từng cái một. Lại cho gì mới ta? Nổ, yeah. Mấy con chim, à mấy con lợn. Đây, cho sẽ tắt đi. Angry Birds Blast mới à? Cho mới ta.
lắm trò Angry Birds thế. Thấy chưa? Wow. Con lợn nhìn buồn cười vãi cái nồi ra. Rồi, gây ra 132 sát thương, 25% stun một đối phương. Wow. Khôn rui. Nó sẽ gọi ra hai con để có thể hỗ trợ nó này. Drainer là bọn này này. Wow. Sẽ sẽ hồi 15% lượng máu à. Ok. Mưa sao băng này. Đập mày trước. Đập mày trước. Nhiều máu không ta. Chết đi cưng. Ái da, vả thấm. Mấy con máy bay nó nhiều trích điện của mình ấy. Ok ok. Đánh đi. Hồi máu này. Hạ con này. Hạ nó. Đấy, có chết không ta? Không chết nhỉ. Ba lượt cơ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bọn này sắp chết rồi mà, sắp tử yạo hết rồi. Bắn nước à? Cái nồi gì vậy ta? Bình tĩnh nào. Ok, đầu tiên sẽ bắn con này trước. Chết. Sẽ bắn con này. Đấy. Chúng ta có đầy cái này rồi đấy. Sắp giết được bọn nó rồi. Cửa này khá đơn giản thôi, không có gì cả. Ui, trà máu này. Không đơn giản đâu. Ok, mình sẽ không cần đấy ạ. Mưa xuống này. Vả nó. Ô, thôi 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 thôi. Hơi nhầm rồi ta. Chết. 30 máu, đừng chết. Chết rồi, chết tôi rồi. Đen thế. Không được 3 sao rồi anh em. Đen quá. Đấy, hồi máu thì có vẻ được 3 sao không. Ok, đập nó chết luôn nào. Bình tĩnh, anh ơi. Đập em này. Yeah. Ngon. Nhưng mà ra được có 2 sao thôi, hơi tiếc. Hơi tiếc một chút. Đấy, được 2 sao, đen thế nhở. Này, này, ui, 200 này. Đen chưa. Rồi, ok, nó sẽ thử cái mức độ hard, có nghĩa là mức độ khó nhất trong này. Đây, nó không dùng được con gì đây. Hiện tại người ta đang đứng ở vị trí thứ bao nhiêu ta? Đấy, wow. Có mấy thằng còn đứng cao hơn cả mình ta. 200 nơi, mình 305 này. Cái bảng xếp hạng mà. Cái bảng xếp hạng thôi. Đánh bọn H đi. Special Ruler. Bao thể chiến đấu với 4 con chim à? Wow, ngon. 4 con chim thì mình sẽ dùng cái đội hình nào đây? Đội hình 2 con búp máu này. Hai con búp máu thì ngon. Đấy, hai con búp máu này thì ngon. Trừ 7 luôn. Chúng ta sẽ test thử cái đội hình 4 con chim nhá. Chưa giờ mình đánh 4 con chim đây. Ui. Con boss này, con boss nhá. Gây ra 170 dam và toàn bộ enemy sẽ 25% more dam trong vòng 3 lượt. Ủa, 3 lượt sẽ gây ra 1000. 1700 dam. Toàn bộ. Wow. Không ổn rồi. Đập nó trước tiên đã. Đập mày trước tiên này. Đập nó ngay trước. Tập trung nhá, tập trung. 3 lượt nó gây ra 1700 dam đấy. Wesh. Nó kết nối cái gì kìa. Rồi ok, hồi máu này. Hồi máu luôn. Hồi máu lan. Ok, đập nó. Cái này mức độ khó đấy nhá. Ui. Nó có giáp, nó có giáp bảo vệ rồi. Bình tĩnh. Ok, hồi máu này. Hồi máu này không kịp luôn. Ăn ớt đi. Lên đỡ hộ à? Vãi nồi. Thật là vãi nồi tôi. Wow, không ăn được rồi. Thế này thua sấp mặt rồi. Wow. Bình tĩnh. Nó thấm lắm nhá. Không ăn được rồi anh em. Trời này thua sấp mặt luôn rồi. Rồi ok, nó sẽ quay trở lại đó. Đánh cái con hát này kiểu gì ta. Chúng ta chưa nghĩ ra cách để có thể đánh được nó đây. Thật sự là khó. Ok. Craft Stamina New. Ở đây bonus rank. Con này khó quá. Con này thật sự là khó.
Con này thì mình nên phải sử dụng con này bỏ đi này. Con chim phải dùng con chim này để phá cái giáp kia. Con này thì phải đổi lại mũ hồi máu ôn. Đây đây đây. Mũ nào là hồi máu ôn ta? Healing Shield. Đây có thể gây cái hồi máu đây, 120 và 5 năm máu tất cả đây. Chúng ta sẽ dùng con này nhá. Ok. Để thử xem cái đội hình này có thể ăn được không ta. Mình không biết có ăn được không đây. Ok. Đấy, chúng ta có thể restore stamina. Đây đây, nó hồi đầy cái này. Cái này mỗi lần là chỉ hồi được 2 cái thôi. Rồi ok, nó sẽ quay lại trong vòng 6 phút nữa để có thể thực hiện cái quest này. Chưa xong con này đâu, khó quá. Rồi chúng ta sẽ tham dự đấu trường thôi anh em. À, cái quest này thật sự hơi mệt, thật sự hơi mệt ta. Rồi chúng ta sẽ tham dự đấu trường nhé em. Ở đây mình có một lần free, có nghĩa là được quay một lần miễn phí. Một cái gối à? Vãi thật. Cái gối tăng lên máu này. Wow, tăng 1000 máu cơ. Wow, wow, wow. Ok, bây giờ sẽ đập nó thôi. 214 à. Đội hình mình quá mạnh rồi. Power là 416 cơ. Rồi, mình cần con tấn công. Đấy, 421. Chiến nào. Ok, cái này cái gì ta? Chúng ta sẽ đợi tắt nó đi thôi. Đây. Tập trung đánh bằng lá cờ thôi. Cũng chẳng có gì nhiều. You begin. Yes. Yes, yes. Phá này. Đầu tiên là phá cái gì đó. Chris máu đi. Đập nó. Đánh lan nữa chứ. Trụ được không? Búp giáp à? Búp giáp máu này. Giờ set lan à? Block luôn. Mình cần phải phá giáp đã chứ. Phá giáp lại dispel luôn. Quá là hợp lý khi dùng con này. Nó đập con này rồi. Nó biết rồi, nó biết rồi, nó biết rồi. Nó biết là mình sẽ đập cái này rồi. Wow. Quá nhanh. Không không có giáp bảo vệ này. Chết 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 chết. Từ 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 từ. Từ từ. Từ mình muốn là ba con nó cùng sống cơ. Mình sẽ đợi một chút đi. Mình sẽ vả cái này gần chết thôi. Vả cái này gần chết này. Còn tí nữa là chết rồi mà. Ô, đập vai, đập vai. Từ từ mình sẽ để con này sống nhá. Để có thể làm từ từ mình chưa, mình đập con này đã. Đập con chim đã. Mày nhờn. Chết ngay con chim luôn. Sống rồi, sống rồi, anh sống hết đây rồi. Bắn nó. Perfect luôn, trận này là 3 sao luôn. Win, yes. Không được có 3 sao không? 2. Rồi có bạn có 2 sao nhỉ? Là nào đến 3 sao ta? Ok, thì chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Ở đây mình sẽ quay trở lại cái hòn đảo này. Cái nhiệm vụ kia ra sẽ để sau nhá. Nhiệm vụ này thì mình vẫn chưa đánh được rồi. Nó quá khó. Cái con boss kia khó quá. Chưa ăn nổi. Watch video để lấy được 5 stamina free. Ra sẽ để sau đi. Cái thì tiếp mình sẽ làm sau vậy đây. Mấy con này này. Đấy, được chưa. Đang thiếu stamina đây. Ok. Cái gì đây ta? Nguyên liệu à? À, thêm một cái bình stamina nữa kìa. Oh yeah yes. Thêm mấy cái bình các kiểu, nói chung là nhiều thứ. Rồi, chúng ta sẽ cái gì đây? À, đây con boss rồi mà. Rồi, mình sẽ đến đây mở cái cửa màu xanh này. Chỗ này còn một đống sống thấu thứ nữa, còn chưa mở được đây. 20 thôi, không cần nữa. Rồi, ta sẽ đến đập con này, đập trên này luôn. Big Power, wow, có ninja này. Có mấy con mấy con lợn ninja anh em ạ. Trên này có mấy con lợn ninja. Ok, anh ta sẽ thử luôn cửa này đi.
Hay lượn đi ra để cửa sau nhở. Trận này chúng ta sẽ đi ấy thôi, đi đánh bọn này Even Quest thôi. Từ từ đã, mấy kho báu này không mở được này. Mấy con này boss kinh lắm ta. Hiện tại chưa đánh được, không đánh được, không đánh được luôn. Cái này là không đánh được. Rồi chúng ta sẽ xem nào, hiện tại stamina chúng ta là bao nhiêu. Đang là 2. Đang là 2. Cũng không đánh được luôn, easy, đánh được easy thôi. Cái này chỉ cần là 5 cơ. 2 phút nữa sẽ hồi. Ok thì mình sẽ vào đấu trường phát nhá. Đấu trường phát nữa nào. Đấu trường 100, chiến nào. Đấu trường giờ khá đơn giản thôi. Đấy, đây này. Cái daily này sử dụng Hydra Butter với con Blue Win. Hai Arena Butter với con Blue này. Win Arena Butter với Mantida. Win Arena Butter với Bomb. Bomb 5 time with Mantida. Chúng ta sẽ để sau đi. Rồi 316. Ok đội hình này thôi. Để có thể giải phép thôi. Đập nó. 9 nào. Không dùng được cái quả ớt rồi. Enemy begin. Bút giáp này. Bút làm gì? Anh giải phép bây giờ ấy mà. Ok ok. Giải phép này. Giải phép đi. Trời ơi. Easy cho đùa thôi. Cái biểu tượng quả ớt này nghĩa là không dùng được quả ớt này. Khó chịu phết. Chết thì sao? Đơn giản. Mày nhơn. Lại búp giáp, để búp giáp, để búp giáp. Con kia mình đang chết kìa. Nó tập trung tấn công bên kia thì quá muộn rồi. Quá muộn rồi đấy. Ok. Không kịp, không kịp, không kịp. Phá này. Phá giáp. Trời ơi, dispel. Quá là kinh khủng. Quá là kinh khủng luôn. Búp giáp này, búp giáp máu. Búp công à? Kịp sao được, mình cũng phá nó được mà. Sởi, cứ búp là tao phá. Không quan tâm, không quan tâm bọn kia luôn. Nhân. Kịp không, kịp không. Block. Còn block cả cái chiêu kia chứ. Thế mới dị ra. Này này mình nhân. Nhân, chết chưa. Đập mình. Đừng, đừng, đừng. Nó không cho mình perfect. Đen vai. Chết. Ok. Có 36.000 thôi. Đây, hồi lại rồi đây. Cái arena để công hiện tại mình rất là trâu bò rồi. Mình cần phải đổi cái này này. Đấy, đổi cái này lên. Lên 2.000 máu luôn. Chúng ta có một số biểu tượng khác. Cái biểu tượng này sẽ giảm ít máu nhưng mà không dùng được cái chiêu kia. Còn cái biểu tượng này là gì ta? Ok, các con chim mình sẽ được hồi 4% máu. Nhiều tăng 4% máu và tấn công thì phải. Thật ra mình cũng chẳng cần. Thử cái này xem, tác dụng xem như nào. Ok, sức mạnh nó 302 thôi. Không có gì. Ăn tốt, ăn ngon đấy. Nào, Angrius Evolution. Cho tắt cái này đi á. Tắt nó đi, tắt đi. Cái gì đây? Giảm công à? Enemy begin này. Khó chịu chưa? Búp giáp à? Giáp công. Mlacid. Mất công đi. Này này. Có khỏe không? Có khỏe bằng không? Mình bị giảm công anh em ạ. Nó vụt mình rồi. Mưa acid. Này thì mưa acid này mình cũng không xoắn cái này luôn. Hồi máu à? Mưa hồi máu. Ui, trâu vãi. Trâu trâu thế. Ok. Trừ 52 là còn 154, 56. Búp giáp kìa.
Đây rồi, sống lại rồi, sống lại rồi. Sống dậy rồi, mất đi nhá, cu. Đập nó. Có để ớt rồi. Wow, wow, sắp chết, sắp chết, sắp chết, sắp chết, sắp chết. Mình có bị đơ chứ. Đen đủ chưa? Nhưng mày trụ được không? Bụng giáp rồi. Nó ném bên kia đơ mình luôn rồi. Ai chà, khó chịu, hơi khó chịu đấy. Khó chịu này. Mất giáp. Búp hồi máu à? Không quan tâm. Bây giờ không quan tâm luôn đấy. Ok, đập này là vỡ giáp đi á. Không vỡ được nhỉ. Bình tĩnh, mình sẽ để con này dispel đã, xong rồi mình dùng chiêu cuối cho con kia. Không trụ đâu mà. Rồi à, con này bị mất đấy rồi này. Ăn đây, ăn ớt. Đánh nó. Wow, 366 máu. Làm gì? Đánh như một quýt em ơi. Không phải đập được đâu. Ok, đập nó. Đập nó này. Xong phim. Chẳng vấn đề gì cả. Quan trọng là phần thắng thôi. Phần thắng vẫn thuộc về mình. Đập đi, đập cả ngày luôn. Cho đập cả ngày luôn. Rồi, mình còn sống mà. Hai lần nữa là mình sẽ có hai con. Búp ra làm cái gì? Rồi đây, anh tỉnh dậy rồi đây. Anh tỉnh dậy rồi đây. Khổ thân vãi. Và một phát cuối cùng. Ô chà. Mất thời gian quá. Không kịp đâu. Không kịp đâu cu ơi. Chết. Yes. Được có 14.000 thôi. Cái cờ còn bị đơ chứ. Rồi không sao. Ok, và mình sẽ kết thúc tập này ở đây nhé. Nếu các bạn thấy thích cái video này thì đừng quên bỏ lại một like cũng như là chia sẻ cho giúp mình. Cuối cùng thì xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.